Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5, dự kiến vào cuối tháng 5 năm 2024. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cấp cơ sở kiểm tra, rà soát và đảm bảo 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, thực hiện sơn đánh dấu tàu cá, kẻ số đăng ký theo quy định. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu tỉnh giám sát chặt chẽ, kiên quyết, không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đi khai thác thủy sản trên biển, quản lý chặt chẽ ngư dân, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tàu cá vi phạm chống khai thác IUU tại các cảng cá vùng biển, không để tàu cá bốc dỡ thủy sản khai thác tại các điểm lên cá bất hợp pháp. Giám sát và yêu cầu các tàu cá đang hoạt động đã lắp thiết bị VMS duy trì kết nối 24/7. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp và làm việc với đoàn thanh tra EC vào cuối tháng 5 này.